Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động trong lúc đang bị hai đại thế lực khác vây khốn, trong lúc đang chuẩn bị xảy ra giao chiến thì Tiểu Viêm, một trong hai huynh đệ của hắn đã kịp thời đến giải vây. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lâm Động cười, đứng dậy đi, như thế này khó coi quá. Tiểu Viêm gật đầu, những vết sẹo trên mặt khiến hắn có phần hung dữ, nhưng lúc này trước mặt Lâm Động hắn lại nở nụ cười hiền hậu đã lâu không thấy. Nhiều vết thương quá, hơn một năm nay ngươi sống cũng không dễ dàng gì đúng không? Tiểu Viêm đứng dậy rồi Lâm Động mới quan sát kỹ, thể hình Tiểu Viêm hiện nay đã lớn hơn trước nhiều, hơn một năm nay rõ ràng Tiểu Viêm đã trải qua nhiều sự việc, điều này có thể nhận ra từ những vết thương chằng chịt trên người hắn. Lâm Động nhìn mà thấy xót, tuy nhiên hắn cũng hiểu rồi cũng phải để Tiểu Viêm một mình trải nghiệm thì mới rèn luyện được, dù sao hắn cũng là một con mãnh hổ, chứ không phải con mèo to xác chỉ biết nghe theo Lâm Động và Tiểu Điêu. Tiểu Viêm cười, rồi nói, chuyện trong một năm qua lát nữa sẽ kể cho đại ca, ta phải giải quyết chuyện này đã. Lâm Động nhìn Mông Sơn lúc này gương mặt đã cứng đờ, khẽ gật đầu, hắn cũng không tiện nói vào việc của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm quay lại, vào đúng khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhận thấy sát khí dường như đã biến mất một lần nữa trở nên cuồng bạo, lúc này hắn đã trở lại là đệ nhất hung tướng. Lôi Uyên Sơn nắm giữ trong tay Hố Phệ Quân, Tiểu Viêm quay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về Mông Sơn. Mông Sơn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Viêm mà không kìm được run rẩy, miễn cưỡng nặn nụ cười, ha ha, Viêm huynh, không ngờ huynh lại quen biết với Lâm Động huynh. Ta đã cho người truyền lời tới ngươi. Tiểu Viêm bước từng bước lại gần Mông Sơn, huyết quang dần tụ lại trong mắt, dường như biến thành con quang hổ đỏ rực cầm thét. Sắc mặt Mông Sơn biến hóa bất định. Đúng là hắn đã biết Tiểu Viêm cho người truyền lời, nhưng lúc đó hắn đã xuất phát vì thế cho người chặn người truyền lời lại. Viêm huynh hiểu nhầm thôi. Nếu biết huynh và hắn có quan hệ thì chắc chắn ta đã không đến. Mông Sơn vội cười nói, tuy cùng là một trong cửu đại tướng Lôi Uyên Sơn, nhưng hắn biết mình không thể kháng cự được với Tiểu Viêm. Nếu không thì Tiểu Viêm không thể nào chỉ trong hơn một năm mà ngồi vững trên vị trí đệ nhất tướng. Hiểu nhầm sao? Tiểu Viêm dừng lại trước mặt Mông Sơn, nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng lóe hàn quang. Mông Sơn thấy thế vội vàng gật đầu, nhưng ngươi vẫn phải đi chết. Nụ cười của Tiểu Viêm bỗng chốc trở nên ẩn nhẫn, hắn nắm tay lại tung quyền, huyết quang ngưng tụ thành một con hổ đỏ rực đem theo khí thế kinh người lao vút tới Mông Sơn. Ngươi! Sắc mặt Mông Sơn kịch biến, nguyên lực lập tức cuộn trào, biến thành bức tường màu vàng đất chắn phía trước. Bùm! Nắm đấm to lớn giáng xuống, bức tường nổ tan tành, Mông Sơn bay ngược ra sau, hoa văn ánh sáng hiện lên trên cơ thể giống như một lớp áp giáp kiên cố vô cùng. Viêm tướng, ngươi dám giết ta, đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Mông Sơn gầm lên, thiết sơn vệ của Mông Sơn lúc này thấy hắn bị công kích sắc mặt đều thay đổi, thế nhưng chúng chưa kịp bước ra thì đã thấy một luồng sát khí ập tới, ngừng lên thì thấy cả đội quân kia nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, chỉ cần chúng dám bước ra một bước, chắc chắn sẽ được đón tiếp bằng một trận sát phạt. Đội Hộ Vệ Quân chỉ biết sát phạt đó hiển nhiên sẽ không nương tình vì chúng cùng thuộc Lôi Uyên Sơn, trong mặt họ chỉ có Viêm tướng chứ không có bất cứ ai khác, thậm chí cả vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng vậy, vì đội quân này là do một tay Viêm tướng đích thân tạo nên. Tiểu Viêm dừng lại sau tiếng quát của Mông Sơn, hắn tưởng như vậy đã cảnh cáo được Tiểu Viêm, thế nhưng hắn chưa kịp thở phào thì thấy trong mắt Tiểu Viêm dâng tràn sát ý với tốc độ kinh người. Huỳnh, ngay khi Mông Sơn cảm thấy bất an thì thân thủ Tiểu Viêm bỗng trở nên hư ảo, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng lùi nhanh về sau. Xoẹt, đúng lúc ấy, một bóng đen đã xuất hiện phía sau hắn. Hắn không kịp sợ hãi thì một bàn vuốt hổ khổng lồ tóm lấy cánh tay hắn rồi quật mạnh lên vách núi. Rầm rầm rầm, tất cả đều nhìn thấy thân ảnh to lớn kia cầm Mông Sơn quật lên mọi thứ ở xung quanh. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi mà vách núi đã xuất hiện vô vàn hố lớn nhỏ. Mông Sơn thực lực bán bộ tử huyền cảnh viên mãn, trong tay Tiểu Viêm lại chẳng có chút khả năng chống cự nào. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Thực lực Tiểu Viêm có lẽ là tử huyền cảnh đại thành, chỉ là từ trên người hắn, Lâm Động cảm thấy một luồng năng lượng đặc biệt, xem ra trong một năm này Tiểu Viêm cũng đã gặp được cơ ngộ nào đó. Dầm, cuối cùng khói bụi tan dần trước bao ánh mắt, rồi mọi người nhìn thấy thân ảnh to lớn kéo theo một thân ảnh khác không biết sống chết thế nào, rồi tiện tay ném cho Thiết Sơn vệ. Cút! Tiểu Viêm trừng trừng nhìn Thiết Sơn vệ, giọng khàn đặc nói. Thiết Sơn vệ nghe vậy lập tức rút lui, trước mặt đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn, chúng không có dũng khí để chống cự. Sau khi Thiết Sơn vệ rút lui, khu vực này lập tức trở nên rộng rãi hơn. Tiểu Viêm quay lại nhìn Tần Cương sắc mặt tái nhợt, nhếch mép, còn không cút, sau này cử vĩ trại do ta bảo vệ. Bách thú lĩnh các ngươi dám đến đòi cống một lần nữa, đến kẻ nào ta giết kẻ đấy. Gương mặt Tần Cương co giật, muốn nói câu gì đó ra oai, nhưng trước ánh mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm, nghĩ lại kết cục của Mông Sơn, cuối cùng hắn nuốt lại lời vỗ lên con rơi dưới chân rồi bỏ chạy. Mấy người tâm di thấy chỉ trong mấy phút là hai thế lực kia chạy sạch, rồi quay sang nhìn Tiểu Viêm gương mặt hiền hậu trước mặt Lâm Động, nhất thời không thể tiêu hóa nổi chấn động này. Đệ nhất hung tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Trong cửu vĩ trại, mấy người tâm di đứng bên dưới lầu các, thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng 2,
ở đó thấp thoáng hai bóng người một lớn một nhỏ. Tâm Di dừng lại ở thân ảnh to lớn một chút, rồi thở dài thu ánh mắt lại. Ở bên ngoài cửu vĩ trại là đội quân tựa đàn hổ đang ngủ vùi. Khí thế hùng hồn đó dù họ không thổ hiện ra chút địch ý nào cũng khiến tộc nhân trong cửu vĩ trại cảm thấy một thứ áp lực nặng nề rồi. Thật sự không thể ngờ, người Lâm Động tiểu ca muốn tìm lại là đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn. Ở bên cạnh, một vị trưởng lão cảm thán, sự việc xảy ra hôm nay hiển nhiên quá bất ngờ. Họ vốn tưởng rằng cửu vĩ trại sẽ phải đối mặt với nguy cơ không nhỏ, nhưng nào ngờ lại xuất hiện một tiểu viêm dọa cho Tần Cương và Mông Sơn phải sợ hãi mà rút chạy. Mà câu nói cuối cùng của tiểu viêm rõ ràng là có ý bảo vệ cửu vĩ trại. Từ giờ về sau những kẻ muốn nhằm vào cửu vĩ trại phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Lâm Động tiểu ca này đúng là phúc nhân của cửu vĩ trại chúng ta. Tâm Di cười, tiểu viêm rất có danh vọng ở Lôi Uyên Sơn. Lời hắn đã nói ra thì sẽ không có kẻ nào mạo hiểm đối phó với cửu vĩ trại đâu. Đúng vậy, vị viêm tướng đại nhân này đúng là rất lợi hại. Tâm Thanh thò đầu ra nhìn hai thân ảnh trên lầu một cách sùng bái. Hi hi cười, theo con được biết, Lâm Động có hai huynh đệ cơ, một là viêm tướng đại nhân, còn người kia còn là đại nhân trong Thiên Yêu Điêu tộc đó. Mấy người Tâm Di lại thêm động dung, Thiên Yêu Điêu, đó là một trong tứ bá tộc của yêu thú dưới đó. Huynh đệ của Lâm Động tiểu ca quả nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Tâm Di xoa đầu Tâm Thanh, một lát sau ngẩng lên nhìn lên thân ảnh phía trên lầu, ánh mắt có phần kỳ lạ. Hồi đó không gian truyền tống bị ba lão tạp mau kia gây nhiễu loạn, rồi đệ được đưa đến thú chiến vực này, lúc đó bị trọng thương, dưỡng thương gần một tháng mới hồi phục. Sau đó đệ lăn lộn ở đây một thời gian, trong một lần thám hiểm đệ vào một động phủ, chủ nhân của động phủ đó khi còn sống là siêu cấp cường giả truyền luân cảnh. Bản thân tiền bối đó có huyết mạch của hổ tộc ở đó, đệ có được tinh huyết truyền thừa của tiền bối. Trên lầu, tiểu viêm ngồi dưới đất kể cho Lâm Động về những gì mình trải qua cho Lâm Động nghe. Ồ, Lâm Động nghe vậy thì hiểu ra, chẳng trách mà thực lực tiểu viêm lại tăng tiến nhanh đến vậy. Thì ra có được tính huyết truyền thừa của siêu cấp cường giả truyền luân cảnh, mà bản thân hắn cũng có thể chất biến dị, có thể hấp thụ một cách hoàn hảo sức mạnh của huyết mạch tương đồng. Có điều đệ vẫn chưa hoàn toàn có được tinh huyết, vì hồi có nó đệ bị kẻ khác phát hiện. Tiểu viêm bặm môi, mà đó lại chính là yêu soái của Lôi Uyên Sơn, Từ Trung. Lâm Động khựng người, mắt nheo lại, hắn cũng có huyết mạch hổ tộc, thực lực rất mạnh, vì thế đệ phải chia cho hắn một nửa số tinh huyết có được. Vị yêu soái đại nhân đó dễ nói chuyện vậy sao? Lâm Động cười, tuy hắn chưa gặp vị yêu soái đó, nhưng có thể trở thành yêu nghiệt ở thú chiến vực chắc hẳn không thể không có thủ đoạn. Mà người như vậy lại chỉ lấy một nửa tinh huyết truyền thừa, lúc đó chắc chắn tiểu viêm không có khả năng tranh giành mới phải. Hừ, sao có thể? Tiểu viêm cười khẩy, đệ có thể chất biến dị, lúc đó đã hấp thụ tinh huyết vào người, nếu hắn cướp, đệ liều mạng thì hắn chẳng được cái gì hết. Vì thế cuối cùng mới thương lượng mỗi người một nửa. Vậy sao đệ còn đến Lôi Uyên Sơn, lại thành đệ nhất đại tướng dưới trướng hắn? Lâm Động hỏi, sự việc có vẻ phức tạp, hắn ta đâu có thể dễ dàng thả cho đệ đi. Mà lúc đó đệ cũng chẳng có chỗ nào để đi nên đã ở lại. Sau đó đệ tự tìm một nhóm người đều có huyết mạch hổ tộc, chia một chút tinh huyết cho họ, sau đó dẫn họ đi chinh chiến. Chính là hổ vệ quân phải không? Lâm Động gật gù, nói, đội quân đó không tồi, chiến lực rất mạnh, hì hì, họ cũng rất khá, tuyệt đối trung thành với đệ. Ngay yêu soái Từ Trung cũng rất thèm thuồng đội quân này. Có điều, đáng tiếc là, ngoài đệ ra, họ không nghe lệnh của bất cứ ai khác. Tiểu viêm cười, đệ đã có đội hộ vệ quân này thì chắc có thể rời khỏi Lôi Uyên Sơn rồi chứ. Nếu ở lại thì Từ Trung sẽ tiếp tục thèm khát tinh huyết vào đội quân của đệ. Rời khỏi đó, tại sao phải đi? Tiểu viêm nhìn Lâm Động cười giảo hoạt. Lâm Động nheo mắt hơi nhớn mày, xem ra đệ nhăm nhem một nửa số tinh huyết của Từ Trung phải không? Đó là thứ thuộc về đệ, sao có thể để hắn lấy không như vậy? Đệ đã nhẫn nhịn một năm nay chinh chiến cho hắn chính là chờ đến ngày hôm nay. Chỉ cần lấy lại được chỗ tinh huyết đó đệ sẽ đạt đến tử huyền cảnh viên mãn. Tiểu viêm nhìn Lâm Động, nụ cười trở nên hung hãn. Đại ca, hồi đó ba huynh đệ ta bị nguyên môn chèn ép phải bỏ chạy như chó nhà có tang. Lúc đó huynh và nhị ca liều mạng đấu với ba lão cẩu đó, còn đệ chỉ là gánh nặng. Đệ biết cuối cùng chúng ta cũng có ngày trở lại, đệ cần sức mạnh. Lần sau nhất định đệ sẽ đứng đằng sau huynh và nhị ca. Vì thế, đệ nhất định phải lấy tinh huyết về. Lâm Động nhìn đôi mắt đỏ rực của tiểu viêm, hơi nhíu mày, không ai bảo đệ là gánh nặng cả. Hắn ngừng một chút rồi cười với tiểu viêm, nhưng ta sẽ giúp đệ. Hắn có thể đoán được những khổ nạn mà tiểu viêm đã phải trải qua ở thú chiến vực này. Tiểu viêm phải đối mặt với nguy hiểm không hề kém hắn ở loạn ma hải. Đương nhiên hắn sẽ toàn lực giúp đỡ tiểu viêm, vì họ là huynh đệ. Yêu soái Từ Trung thực lực thế nào? Truyền luân cảnh chưa? Chưa. Hắn hiện giờ chỉ là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Tuy chỉ còn chút nữa nhưng vẫn chưa thể coi là truyền luân cảnh được. Tiểu viêm lắc đầu, Lâm Động gật gù. Nếu vậy thì dễ hơn nhiều. Dù sao thì khoảng cách giữa truyền luân cảnh và tử huyền cảnh cũng quá lớn. Dưới trướng Từ Trung, ngoài đệ ra còn bát đại tướng đúng không? Tám người này chắc tương đương Mông Sơn. Lâm Động lại hỏi, nếu muốn ra tay với Từ Trung thì bát đại tướng cũng là phiền phức không nhỏ. Ừm, có điều,
Điều này đại ca cũng không cần quá lo lắng, họ ngược lại có thể trở thành người của chúng ta. Tiểu Viêm cười, rồi hắn kéo tay áo lên lộ ra phù văn màu đen. Nó giống như được khắc lên tay vậy. Ánh mắt Lâm Động ngưng động, rồi ánh mắt trở nên lạnh băng, từ trung khắc vào đệ. Hắn nhìn là biết đạo phù văn này đã ăn sâu vào người Tiểu Viêm. Nó giống như quả bom nổ chậm. Chỉ cần chủ nhân của phù văn động tín niệm là Tiểu Viêm sẽ nổ tan xác. Kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.